Khanh chuẩn bị ship cho khách hàng về Đồng Nai một bộ vỏ của xe Airblade. Thì bộ vỏ này nó có gì đặc biệt? Nó đến từ thương hiệu Michelin, một trong những thương hiệu có mức độ bám đường và cái chống trượt tốt nhất. Và bề mặt gai, đây, bề mặt gai nó rất là lạ đúng không ạ? Đây là dòng vỏ Anarchy Trish của Michelin. Và cặp vỏ này nó có thêm một điều đặc biệt, đó là nó được phủ thêm một lớp cao su dẻo chống linh bên trong. Đây, lớp cao su dẻo nè, à, quý anh chị coi nè. Đó. Lớp cao su này được phủ bên trong lòng vỏ và cố định một chỗ, thì nó sẽ chịu được những cái đinh đâm vào và chúng ta chỉ việc rút ra thôi, không cần phải đi giá lại. Đã làm chống đinh thì không cần phải giá vỏ xe. À, đó là những cái ưu điểm của vỏ xe đã phủ lớp chống đinh. Và lớp chống đinh này thì bên Khanh bảo hành đến khi quý anh chị sử dụng hết gai vỏ luôn, tức là hết cái tiêu chí mòn của vỏ xe, và nó sẽ bảo hành luôn cả việc chảy xệ, chai cứng. Cũng giống như những anh chị nào mà lo lắng về việc mà ngày trước mình đổ cái keo lỏng vào á, nó gây hư mâm, hư lòng vỏ, thì bên Khanh cũng bảo hành điều đó cho quý anh chị để quý anh chị có thể sử dụng luôn. Rồi, mọi chi tiết thì quý anh chị có thể liên hệ với bên Khanh về mua vỏ xe, chương trình của cửa hàng, cũng giống như là chuyển giao công nghệ vỏ xe, chuyển giao công nghệ phủ chống đinh này thì bên Khanh đều có. Quý anh chị muốn mua máy, mua nguyên liệu thì bên Khanh cũng đều có cung cấp. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm theo dõi các video, và xin chào, hẹn gặp lại ạ.